Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, hôm nay ngày 6 tháng 11, Đà Nẵng ghi nhận 21 ca mắc COVID-19. Trong đó, ca bệnh cách ly tập trung 2 ca, trong đó 1 ca là F1 thuộc chuỗi 103 Nguyễn Trung Trực, An Hải Bắc. 1 ca là F1 thuộc chuỗi LTH 250 suyệt 41 suyệt 9 Nguyễn Công Trứ. Ca bệnh cách ly tạm thời tại nhà 13 ca, trong đó 10 ca là F1 thuộc chuỗi LTH 250 xuyệt 41 xuyệt 9 Nguyễn Công Trứ, 2 ca là F1 thuộc chuỗi 103 Nguyễn Trung Trực An Hải Bắc, 1 ca là F1 thuộc chuỗi DTD Quá Gián 2 Hòa Phước. Các bệnh phát hiện tại chốt kiểm dịch 2 ca là lái xe chở hàng từ Hà Nội qua chốt C21 test nhanh dương tính. Các bệnh chưa cách ly 4 ca, trong đó 1 ca có triệu chứng đến khám tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ chưa xác định được nguồn lây. Một ca là nhân viên y tế khoa gây mê hồi sức, Trung tâm y tế Hải Châu, sau điều tra là F1 của F0 DTD dương tính cùng ngày. Một ca có triệu chứng đến khám tại Trung tâm y tế Sơn Trà, sau điều tra có tiếp xúc F0 MTD liên quan chuỗi 103 Nguyễn Trung Trực An Hải Bắc. Một ca tự đến bệnh viện Hoàng Mỹ xét nghiệm, sau điều tra là F1 tiếp xúc F0 LTK thuộc chuỗi LTH 250 xuyệt 41 xuyệt 9 Nguyễn Công Trứng.